Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ đi chế pin cho cái máy khoan 3 chức năng 3 tốc của DeWatt. Đấy, 1, 2, 3, 3 cấp độ này. Và 3 chức năng khoan búa 2 chức năng. Thế đây là cái khoan DeWatt mà sản xuất ở Mexico. Made in Mexico. Okay. Cái khoan này thì nó khoan mà búa này thì nó dùng cái dòng là đây là dòng XRP. Sử dụng pin 18V. Tuy nhiên cái điểm dở của pin 18V là nó khá là nhỏ. Chúng ta sẽ không thể nào mà nhét được cỡ khoảng độ tầm 10 viên lithium vào trong này. Đây cũng lắm chúng ta nhét được khoảng độ 6 viên thôi. Mà nếu mà chỉ lắp 6 viên, cái khoan này công suất của nó khoảng độ 300-400W. Nếu mà lắp khoảng độ 6 viên thì cỡ khoảng độ 5 viên thì chúng ta không vừa. Như vậy đây chúng ta sẽ phải tìm cách chế. Thứ nhất là chúng ta dùng pin thay cho pin lithium. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng thêm mạch bảo vệ. Đây thì tôi có mạch bảo vệ 5S 20A. Đỉnh là lên đến 50A, 70A, ngắt ở 70A. Thì cái mạch này có thể đáp ứng cho chúng ta cái công suất là cỡ khoảng độ 300-400W được. Bởi vì 25A ở cái công suất chạy bình thường, chạy liên tục ấy, thì là ở 20V thì nó sẽ lên đến cỡ khoảng độ tầm gần 500W thừa sức chạy cho mạch này. À, để độ pin thì bây giờ thay vì sử dụng cái đế này, bây giờ nó sẽ mài đế. Đây sẽ mài thủng cái đế này. Như vậy pin chúng ta sẽ để xuyên thấu qua cái đế này, để xuyên dưới này, ốp lên trên, ốp pin và mạch lên trên này. Đây, cái mạch của chúng ta sẽ ốp lên trên kiểu này, đó, thì xoay ngang như thế nào tùy các kiểu, ví dụ kiểu này. Pin ở đây tôi sẽ dùng lắp thành bộ 5S 3P, tức là 15 viên. Đây, các pin tôi dùng đây là pin tím của Trung Quốc, thì các pin này cái dòng sạc cỡ khoảng tầm 10A. Như vậy 5S3P cho chúng ta ở 20V và xả ở cỡ khoảng độ tầm 30A, tức thời có thể lên đến 60A. Vậy là thừa đối với cái mạch này. Công suất của nó có thể đáp ứng đến 600W. Mình làm viện. Nhét theo kiểu này. Vậy chúng ta sẽ dựng dọc cái mạch này một chút. Tạo khoảng trống ra để cho cái pin của chúng ta nó có cái mạch của chúng ta có thể tản nhiệt được một chút. Xuống thì chúng ta sẽ hướng cái đầu, vì các bạn đây thấy cái mạch này gồm có 6 con mốt to. 6 con mốt to này thì chúng ta sẽ hướng nó ra bên phía ngoài một chút. Để dự định mạch chúng ta sẽ làm kiểu này. Và khi đóng lên thì nó sẽ thành kiểu như này. Tất nhiên là nó sẽ thừa ra một cái chân. Thừa ra cái chân chắc chắn rồi. Cái chân nó sẽ dừa ở khoảng dưới này. Thì chúng ta sẽ tìm cách là chế thêm một cái đế nữa và sau đó chúng ta sẽ lấy băng dính băng luôn cái keo chân nó lại. Bây giờ sẽ thừa chân nhiều này, băng keo chân thừa này. Như vậy thì chúng ta có một cái bộ pin và cái giá nó phải chăng, bởi vì dùng pin Trung Quốc thì giá nó chỉ khoảng độ tầm 32 đến 35 nghìn một viên. Như vậy là 15 viên thì nó rơi vào đâu đó còn khoảng độ gần 500 nghìn, cộng một cái mạch này 5S 25A thì nó cỡ khoảng độ 100-120 gì đó. Cái hộp pin này khoảng độ tầm 6-70. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái bộ pin mới, cái dung lượng nó cỡ khoảng độ tầm 7.5Ah cho cái bộ khoan này, với cái giá thành nó khá là rẻ. Nó chỉ cỡ rơi vào đâu đó khoảng độ tầm 700.000, tầm 700.000 gì đó. Okay. Còn nếu bạn thích thì chúng ta có thể độ sang các cái pin dòng sạc cao hơn như pin Samsung. Tuy nhiên cái pin Samsung thì giá thành nó sẽ khá là chát. Samsung chúng ta chỉ cần 10 viên dung lượng 5Ah, 10 viên sạc 40A thì cái giá của nó đối với pin Samsung của nó sẽ khoảng độ tầm 900.000 so với 700.000, mà lại dung lượng lại cao hơn thì dùng pin Trung Quốc. Tất nhiên là cái điểm dở pin Trung Quốc đó là cái tuổi thọ nó không cao. Thường pin Trung Quốc thì chu kỳ sạc xả nếu mà dòng sạc cao thì chỉ khoảng độ tầm 200-300 chu kỳ, trong khi pin Samsung có thể lên 400-500 chu kỳ. Tức là về lâu về dài thì cái pin Samsung sẽ kinh tế hơn. Còn nếu mà giá thành rẻ thì có lẽ pin Trung Quốc là vô đối. Okay. Năm mạch chúng ta lắp này. Bây giờ vấn đề là cái việc mà
pin ấy, thì cái pin chúng ta sẽ không lắp theo chiều dọc mà nó sẽ lắp theo tùy kích thước. Ở đây kích thước cái vỏ hộp như thế này, như vậy chúng ta sẽ ghép các bộ ba của pin làm sao cho nó phù hợp với cả kiểu vỏ đấy. Tức là ở đây chúng ta sẽ phải đi chế hàn thành từng nhóm pin trước, sau đó chúng ta ghép vào hàn thành nhóm pin trước, cho sẽ chừa cái đầu P cộng P trừ lên, để lát nữa chúng ta sẽ hàn dây đấu thẳng lên trên mạch thông qua cái P cộng P trừ và C trừ là đầu âm sạc. Vậy bộ ba thứ nhất, bộ ba thứ hai, bộ ba thứ ba, bộ thứ tư, bộ thứ năm kiểu như này, bây giờ sẽ lần lượt đi hàn. Thì đây là cái kết quả chúng ta thu được. Hiện tại thì cái đế này tôi vẫn chưa có cái ý tưởng gì, chưa tìm được cái loại vật liệu phù hợp, thì tôi tạm để giấy này. Tuy nhiên thì về sau thì chúng ta có thể thay nó bằng một cái miếng nhựa, miếng mica hay gì đó, và ta ốp thẳng lên phần thân này. Đây tôi không chọn cái phương án là ốp chỉ lấy phần nguyên, bởi vì ở đây nó có phần đế cài. Và giữ phần đế cài này thì bạn sẽ cài chặt vào trong cái khoan được. Tạm thời để thế đã. Tạm thời thì cứ cuốn keo để tìm, để sau ra Tết thì chúng tôi sẽ tìm được một cái miếng nhựa cắt uốn theo khuôn này thì chỉ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thời nó như này trông cũng khá là ok. Cái băng dính đen này cái gì đấy quanh cái đầu này và bịt kín như này thì sẽ đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thử đối với máy khoan này. Hiện tại thì cái pin nó chưa sạc được căng cho lắm, thì điện áp của pin nó với đâu đó đây, đầu sạc tôi để ở phía này. Pin đâu đó mới kỷ là 18V. Ok. 18V. Na. Cái dắt phải quay đúng cái cỡ thì nó mới chuyển đến số tiếp ra được. Rồi. Khoan, đây chỉ cấp trượt. Rất là chặt. Chỉ cấp thấp nhỏ hơn nhất xem. Trượt cái khoan này nó không phải là trượt theo kiểu lò xo. Như vậy nếu mà chặt quá thì nó kêu, nó sẽ quay ở cái trục phía dưới này. Nó hơi khác với các cái máy Nationan một chút. Đây vẫn chưa vào khớp, bạn phải ấn này hết để vào khớp được. Tốc 3 và nhanh nhất. Không giữ được. Okay. Rất là chặt, vì công suất nó lên cỡ khoảng độ cỡ 300W đến 400W. Đảo chiều. Okay. Còn để sạc thì chúng ta đơn giản nhất thì tôi hay dùng đó là iMac. Bởi vì đây là một cái bộ sạc đa năng. Sạc như thế này. Đây chúng ta là 5S. Như vậy sẽ là sạc 5S ở đây. Chúng ta có 5S3P, như vậy cái dung lượng là 7,5 Ah, khá là lớn. Okay. 6. Sạc sẽ rất là lâu. Thế là cái bộ pin mà chế, tất nhiên là nó cũng chưa được ưng ý cho lắm, nhưng mà đây phiên bản đầu tiên cho cái dòng DW 18V. Thì về sau ra Tết thì nếu có thời gian thì tôi sẽ ngồi tìm cái phương án chế nó đẹp hơn. Chế đẹp hơn, một số bạn thì có thể sử dụng nhựa PVC, nhưng mà thực ra cái nhựa PVC ngồi uốn rất là mất công. Tất nhiên nó sẽ đẹp hơn một chút nhưng mà uốn mất công. Và thứ hai nữa là khi bạn ốp nhựa PVC ở đây, cái việc tháo ra sẽ rất là khó. Bạn sẽ phải làm keo, bạn ốc, bạn
bắn xuống. Như vậy tháo bằng ốp, còn con này thì gạt đẩy xuống là xong. Dù sao dùng cái hộp gốc của nó gắn vào thì vẫn thích hơn là sử dụng cái hộp chế. Hộp kế trừ trừ khi nào bạn bị bay mét cái đế này thì bạn bắt buộc dùng hộp chế thôi. Còn kẹp ắc quy 18V, 20V ok cũng có nhưng mà khá to, không hiệu quả. Ắc quy đấy chỉ phù hợp cho cái loại khoan 12V thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.